Garnacho mang tin vui cho Manchester United trong thời điểm tan hoang lực lượng. Trên trang cá nhân, cầu thủ tấn công đa năng Alejandro Garnacho của Man United mang tới tin vui cho huấn luyện viên Ten Hag khi khoe tình trạng sức khỏe đang tiến triển cực tốt. Alejandro Garnacho dính chấn thương mắt cá ở trận hòa Southampton vào ngày 12 tháng 3. Vì chấn thương nặng nên tiền vệ người Argentina lỡ 7 trận gần nhất của Manchester United. Khi Garnacho phải lên bàn mổ, Ten Hag từng cho biết Garnacho sẽ không nghỉ hết mùa này. Theo chiến lược gia người Hà Lan, tiền vệ 18 tuổi sẽ tái xuất ở giai đoạn cuối chiến dịch 2022-23. Đúng như những gì huấn luyện viên Ten Hag nói, Garnacho có thể sắp trở lại sau hơn một tháng dưỡng thương. Cụ thể, trên Instagram, Garnacho cho biết quá trình hồi phục của mình diễn ra rất thuận lợi khi đăng bức ảnh đang đi đôi giày chuẩn bị luyện tập cùng chú thích, trở lại với đôi giày nào. Dòng trạng thái của Garnacho khiến người hâm mộ Manchester United rất vui và có rất nhiều bình luận về vấn đề này. Hy vọng cậu ấy tái xuất trước Brighton, bán kết FA Cup. Chán xem Sancho lắm rồi. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tái xuất ở trận gặp Tottenham, vòng 33 Premier League. Tin tức này thật tuyệt vời. Đây là hình ảnh tôi muốn thấy nhất lúc này. Việc Garnacho sắp bình phục và quay lại sân cỏ là tin không thể vui hơn với Manchester United trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự. Ngoài Garnacho, quỷ đỏ còn mất Van de Beek, Rashford, Lisandro Martin, Sabitzer, Luke Shaw, Malacia và Varane vì chấn thương. Riêng Van de Beek và Lisandro Martin, cả hai phải nghỉ hết mùa này. Trước khi nghỉ thi đấu, Garnacho thể hiện phong độ ấn tượng. Tiền vệ 18 tuổi ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo ở 32 trận. Điểm quan trọng nhất, Garnacho luôn tạo ra khác biệt mỗi khi được huấn luyện viên Ten Hag đưa vào sân thay người, khác với Sancho hay Pelisti.